Rồi, chào các em nha. Thì hôm nay tiếp tục anh sẽ hướng dẫn các em cái phần tiếp theo của thình B. Đó, thì hôm trước mình đã học phần công cụ thứ nhất đó là thống kê mô tả, thứ hai là công cụ thống kê tương quan, và hôm nay sẽ giới thiệu thêm một công cụ đó là công cụ thống kê bằng phương pháp trung bình động. Lưu ý nha, đây là phương pháp trung bình động. Thì cái dấu hiệu nó là bắt buộc phải có được cái chữ là trung bình động, hoặc là trung bình bao nhiêu kỳ liền trước. Đấy nha, là điều bắt buộc phải có chữ đó, không có chữ đó thì không phải là trung bình động. Đó, và điều làm đối với bài này thì các bạn lưu ý nó có hai dạng đề. Một là dạng toán thuận, hai là toán ngược, toán nghịch. Đó. Đối với toán thuận thì các em thấy nè. Ở đây khảo sát thi chuẩn đầu ra tại học B chuyên ngành Excel ở 8 kỳ thi năm 2013 có tỷ lệ thí sinh đạt như sau. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở bảng kết quả. Và hãy sử dụng phương pháp trung bình động để dự báo cái tỷ lệ thí sinh đạt ở kỳ thi thứ 9 dựa vào 3 kỳ liền trước. Đối với dạng bài tập này thì các bạn chú ý, thứ nhất là kiếm giùm anh bằng được cái chữ trung bình động. Cái thứ hai là bao nhiêu kỳ liền trước. Chú ý giùm anh điều đó. Vô data. Data analysis. Chọn trung bình động, moving average. Đây, có sẵn ở đây. Đó, trung bình động. Ok. Rồi, input range dữ liệu đầu vào, tức là cái vùng anh hay gọi ở đây á là cái vùng bạn cần tính trung bình. Bài này tính trung bình tỷ lệ đạt. Thì mình quét cái vùng tỷ lệ thôi. Chứ đừng quét luôn kỳ thứ 1 gì thứ 2 nha bạn. Ở đây là input range là vùng cần tính trung bình nha, vùng cần tính trung bình. Nếu bạn có quét cái chữ tỷ lệ đạt thì check vô cái label input row, không có thì không check. Interval bao trung bình bao nhiêu kỳ liền trước, người ta cho bao nhiêu đánh vô bấy nhiêu. Rồi output range vị trí trả về một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống nhấn OK. Anh làm lại thao tác một lần nữa. Data là xem moving average. OK. Input range vùng tính trung bình, quét những cái nào mà bạn dự định sẽ tính trung bình đó, máy tự tính. Label input row nếu có quét tiêu đề. Interval trung bình bao nhiêu kỳ liền trước phụ thuộc vào đề bài, cho bao nhiêu kỳ đánh vô. Output range một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. OK. Đọc kết quả là cái ô cuối cùng và bạn kết luận. Vậy dựa vào phương pháp trung bình động, đánh viết tắt nha, thôi khỏi đi, dựa vào phương pháp trung bình động dự đoán tỷ lệ thí sinh đạt ở kỳ thi thứ 9 dựa vào 3 kỳ liền trước là 0,85667, có thể viết hết. Bài toán ngược thì người ta cho bạn đây là bài đậu, nhưng mà người ta hỏi tỷ lệ rớt. Hãy sử dụng phương pháp trung bình động, hãy dự đoán cái tỷ lệ thí sinh rớt ở kỳ thi thứ 9 dựa vào 3 kỳ liền trước. Tức là nó cũng như nhau, nhưng mà dáng này nó là rớt, nó là chưa đạt. Được chưa? Đó. Thì đối với dạng bài toán này, các bạn có hai cách làm. Cách 1, bạn lập giùm anh đây là tỷ lệ rớt. Sau đó những cái này nè các bạn. Bạn có thể là bằng 1 trừ những con số này. Nó, bạn kéo nó qua. Ctrl C đem lên đây lít chuột phải. Đó, lít chuột phải, bạn chọn dùng hoàn chế độ là value 123, chọn dùng hoàn là chế độ 123. Rồi bạn xóa những cái này đi. Hoặc
bạn để nguyên này là bạn ghi dùm Hoàng là bằng 1 trừ. Đó, anh khuyến khích này, các bạn ghi là 1 trừ con số trên này, enter và bạn kéo. Thì ở đây bạn sẽ có được cái tỷ lệ rớt. Rồi sau đó bạn vô tính trung bình động bình thường data data analysis moving average. Thì dáng này bạn quét cái vùng tỷ lệ rớt đó bạn. Bạn quét vùng tỷ lệ rớt. Ba kỳ vẫn vậy, vị trí trả về một ô trống. Ok. Thì đây kết quả của bạn này. Tỷ lệ rớt này. Cách thứ hai khuyến khích làm. Cách thứ hai khuyến khích làm. Bạn vô data data analysis moving array. Rồi, tỷ lệ đạt vẫn quét tỷ lệ đạt. Ba kỳ vị trí trả về là một ô trống. Ok. Rồi, ghi giùm anh tỷ lệ rớt được tính bởi công thức bằng 1 trừ tỷ lệ đạt. Hai đáp án hoàn toàn giống nhau. Sau đó các bạn tự kết luận. Kết luận giống như trên á. Nhưng mà thay vì ở trên á nó là tỷ lệ đạt. Thì bây giờ ở dưới này tỷ lệ rớt. Nó đây là cách làm. Nhớ nha, có hai dạng toán. Dạng thứ nhất là toán thuận thì bạn làm ra trung bình ra bình thường, sau đó cái ô cuối cùng là ô kết luận. Nó và kết luận nhớ kết luận đàng hoàng, không kết luận mắc lừa điểm. Cái dạng thứ hai là bài toán ngược, bạn có hai hướng, một là bạn tự tính ra một cái vùng tỷ lệ rớt, tỷ lệ ngược đó, sau đó mình tính trung bình và mình kết luận. Cách thứ hai là bạn cứ tính trung bình bình thường, sau đó mình lấy một trừ, bạn sẽ ra được cái bài toán ngược. Rồi mời các em thao tác lại và sử dụng. Rồi đối với bài tập viết phương trình thì các em lưu ý giùm anh, nó có những cái lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất, dữ liệu bắt buộc phải sắp thành cột, nhớ nha, thành cột chứ không phải là một cột nha. Chỉ rõ đâu giờ. Rồi nè các bạn thấy nè, thứ nhất á là dữ liệu bắt buộc phải sắp thành cột. Cái thứ hai phải chỉ rõ đâu là x, đâu là y, đâu là x1, đâu là x2 nếu có. Nhớ nha, nếu có. Tại vì mình có hai dạng phương trình là y bằng ax cộng b, tức là cần x và y bằng ax1 cộng bx2 cộng c, tức là cần y x1 x2. Và bạn phải chỉ rõ nha, nếu không bạn không làm được nha. Đó, và làm nó cực kỳ đơn giản. Data 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 analysis công cụ thống kê. Rồi các bạn chọn giùm Hoàng cái chữ regression nha, cái này nha, chọn cái này nha, chọn cái regression nè. Đó. Kéo xuống các bạn, nó gần từ ở dưới cùng mà các bạn điếm lên đó, nó khoảng cái thứ thứ sáu á. Ok. Rồi, bây giờ vùng y thì quét luôn cái chữ y giùm anh. Người ta vùng y thì cứ quét vùng y. Vùng x thì cứ quét vùng x giùm anh. Rồi có sử dụng tiêu đề là label. Content là trước là trong cái dữ liệu bạn có con số 0 không? Có chat không có thôi. Độ chính xác mẫu là 95%. Output nó thì bạn chọn dùng hoàng á. Đây là output range là một cái vị trí bạn chỉ định. New workset là xuất qua sheet mới, new workbook là xuất qua cái file Excel mới. Rồi bạn chờ chế độ. Đây. Đó, bạn chọn ô nè. Rồi, chọn ô nè. Ok. Rồi, tới đọc kết quả. Gắn với x là A, còn lại là B. Đó. Tới đọc kết quả thì các bạn sẽ xuống cái dưới cùng đó các bạn. Các bạn đọc. Vậy ta được phương trình
y bằng trừ 1,7 944 0307 x các bạn thấy không? Cộng 108,924 3963 kết thúc. Rồi các em làm vô giùm anh câu này. Ờ, câu bên đây này mấy em thì người ta nói gì đây? X, Y. Đầu tiên người ta cho sẵn nè. Đó, X1 nè, X2 nè, Y cho sẵn hết rồi. Nhiệm vụ mình thành cột rồi. Thì nhiệm vụ mình là data. Đó, reaction. Ok. Vùng Y, quét vùng Y. Vùng X, quét luôn X1, X2. Được chưa? Tại vì bài này mình cần X, mình có 2X thì quét luôn hai cái nha. Đó, label. Chính xác mẫu. Rồi, một ô trống, bên phải trống, bên dưới trống. Ok. Đọc kết quả. Vậy ta được phương trình Y bằng gắn với x1 là A 0,45. Đó, 5. X1 gắn với x2 là B trừ 0,051. X2 còn lại phía trên nó là C cộng 43,799. Đó, 6. Rồi, lưu ý nha. Gắn với x1 là A, gắn với x2 là B, còn lại là C. Mời các em sửa vô. Rồi, tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn các em phần concept này. Phần này á, phần này thường á, nó không có thi trong thực hành, nhưng mà nó lại thi trong trắc nghiệm. Nha, nó lại thi trong trắc nghiệm. Thì các em nhớ giùm anh, muốn làm được concept á, thì em phải xác định được giá trị ô đích. Đó. Bạn phải xác định được cái ô đích. Cái thứ hai là ô chạy kết quả. Ô nhập liệu á. Dạ, bạn phải xác được hai cái đó. Và cái ô đích á, ô kết quả nó sẽ liên quan đến cái ô giả sử ô nhập liệu. Nó hơi rườm rà. Giả sử nè, nói nôm na vậy, đưa vô ví dụ cụ thể các em dễ hiểu không? Nè, đây là ô kết quả. Đây là ô nhập liệu, tức là cái ô nhập liệu này sẽ liên quan với cái ô kết quả này. Liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp gì đó. Đó, thì cái này thay đổi thì cái kết quả thay đổi theo. Người ta gọi đó là bài toán concept. Và bài toán concept ở trắc nghiệm á thì các em sẽ gặp cái gì? Concept á dùng để giải quyết doanh thu, hà vốn, thay đổi một chỉ tiêu. Thay đổi một chỉ tiêu hoặc là giải phương trình nó. Còn một cái câu tương tự nữa là tính doanh thu hòa vốn thay đổi nhiều chỉ tiêu thì đó là solver, hoặc là giải hệ phương trình đó là solver nha. Concept nó chỉ giải quyết được là một một ẵng thôi đó, một ẵng thôi nó, hoặc là doanh thu hòa vốn thay đổi có một chỉ tiêu nha, một chỉ tiêu em nhớ giùm anh. Rồi, thì khi đó bạn xác thông thường á, cái này thì bạn cần xác định đâu là ô đích, đâu là ô nhập liệu thôi. Đó, và sau đó chạy concept thôi. Đó, thí dụ thì thông thường các em thấy là nó liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp. Đó, ví dụ concept 1 nè, các em vô data nè. What is concept? Nó set value giá trị ô đích. To value cái kết quả bạn muốn ô đích đạt được bao nhiêu? Giả sử anh muốn nó là 200 nghìn. Buy trên sale giá trị ô thay đổi theo nhập liệu rồi nhấn ok, nó tự động chạy đó. Bạn phải xác định giùm anh data what is concept, ô đích là ô nào, kết quả mong muốn đạt được giả sử là 300 ngàn, ô nào là ô thay đổi, chỉ có vậy thôi. Ok, các bạn thấy tự chạy rồi. Ví dụ hai cũng vậy nè, cái số lượng các bạn thay đổi bao nhiêu để được cái này 500 triệu. Nó thì data what is concept. Kết quả nè. Nó kết quả bạn nè.
Đạt được giá trị 500 triệu. Thay đổi cái bảng lần này là số lượng bán. Ok. 500 triệu. Nó tự tính cho bạn. Được chưa? Nó con xếp 3 cũng vậy. Tức là thay đổi thằng con xếp 3 thằng này nè. Đó, ý thứ nhất á là thay đổi cho thằng này thành 100 ngàn. Đó, 100 ngàn thì cái này là bao bao nhiêu? Cái thứ hai á, thằng này là 90 ngàn thì này là nhiều. Nó tức là nó sẽ có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp gì đó, bạn gì có thể mở công thức để coi từ từ. Nó data what is gone sheet. Kết quả 100 ngàn. Nó thay đổi. Ok. Các bạn tự nó phân tích nó chạy ra. Nó what is gone sheet. Audit 90.000. Thay đổi là 20% này. Các bạn coi nè, nó phân tích nó chạy nè. Nó nhảy là 21% cho bạn. Được chưa? Tức là nó sẽ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp thì người ta gọi đây là bài toán Gonsi. Nó thay đổi doanh thu hòa vốn thay đổi một chỉ tiêu hoặc là giải phương trình. Solver là tính doanh thu hòa vốn thay đổi nhiều chỉ tiêu hoặc giải hợi phương trình. Mời các bạn sửa bài toán Gonsi vô. Rồi thì tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn các em hàm tài chính. Thì hàm tài chính đó, mình học chỉ có hai nhóm hàm cơ bản. Hàm thứ nhất đó là nhóm hàm khấu hao tài sản cố định. Nhóm thứ hai là hàm BMT, nhóm hàm BMT. Đối với hàm khấu hao tài sản thì ở đây các em thấy nè. Có ba hàm cơ bản đó là khấu hao điều SLN, khấu hao giảm cân đối DB và khấu hao giảm cân đối kép DDB. Được. Cái này thì nó không quá khó nha, nên anh thao tác các em quan sát giùm anh thêm. Đối với hàm khấu hao đều, tức là tất cả các năm đều giống nhau. Và các em lưu ý nè, khấu hao này, các em nhóm hàm khấu hao tài sản á, các em nhớ giùm anh nó đa số nha. À, nói đa số là tính theo năm. Thí dụ như giá trị các bạn một chiếc xe hơi, một cái ngôi nhà các bạn, thì hoặc một căn chung cư nào đó, thì thông thường người ta sẽ tính khấu hao là tính theo năm, chứ không ai tính theo tháng. Nhưng mà một chiếc điện thoại, một cái laptop, một chiếc xe máy thì người ta tính khấu hao thì lại tính theo tháng. Rồi, cái giá trị nó người ta sẽ tính theo tháng. Em lưu ý. Ở tại vì những cái giá trị thường nó không quá lớn. À, nó thông thường nha, nó khoảng 4 khoảng 60 triệu trở lại hoặc là 100 triệu trở lại thôi. Ở còn cái một cái ngân nhà, một chiếc xe thì nó khoảng vài trăm hoặc là vài tỷ hoặc vài chục tỷ. Nó tức là con số lớn thì thường người ta sẽ tính khấu hao là một năm người ta mới tính một lần. Đó, còn những giá trị nhỏ thì nó thay đổi theo mỗi tháng. Đó. Rồi. Khấu hao đều tức là tất cả các năm đều như nhau, các bạn đánh SLN. Cost là nguyên giá, bạn có thể chọn cái ô giá trị tài sản. F4 là gì mà? Chấm phẩy. Đó. Tiếp theo là giá trị thanh lý 15 triệu. F4. Thời gian khấu hao 10 năm. F4. Đó. SLN về khấu hao này á, là khấu hao này các bạn khấu hao đều tức là tất cả các năm nó đều như nhau. Và các bạn thấy có ba đối số, thứ nhất là nguyên giá, đối số thứ hai là giá trị thanh lý, đối thứ ba là thời gian khấu hao tài sản. Đó thì khi đó các bạn thấy là tất cả các năm nó sẽ như nhau, đều 23 triệu 500. Lũy kế có nghĩa là cộng dồn đó các bạn, hay anh gọi á, là bỏ ống heo á. Đó, năm thứ nhất bỏ 23 triệu 500, năm thứ hai có được bằng cách số tiền có trong con heo bạn đem cộng với số tiền bạn bỏ vô, người ta gọi đây là lũy kế. Đó, sau đó mình kéo xuống. Mà thấy nó cứ cộng xéo xéo hoài như nè. Đó, thấy mà, người ta gọi đây là lũy kế. Còn giá trị còn lại thì bằng nguyên giá 250 triệu trừ cho lũy kế. Đó. Giá trị còn lại các bạn thấy không, còn lại là 15 triệu. Đó. Rồi các bạn sửa vô ghi chú cái này vô giùm anh tới đây đi, giờ anh lại hướng dẫn tiếp. Rồi tiếp tục ở phía dưới nè, anh sẽ làm nhanh nha, tại vì dưới cái phần lũy kế và còn lại nó giống nhau, giống như ở trên. Nó anh chỉ nói cái phần khấu hao giảm cân đối và đây em có kép DB là giảm cân đối. Cost là nguyên giá, bạn có thể đánh 250 triệu vô.
Thanh lý là 15 triệu người ta cho để chơi nãy đó. Bạn nào có coi thì có thể đọc. Thời gian khấu hao ở đây là 10 năm. Kỳ tính khấu hao phụ thuộc vào từng năm. Số tháng khấu hao cho năm đầu tiên. Mạnh. Số tháng tính khấu hao cho năm đầu tiên không nói gì mặc định 12. Ở đây giống như gì đây? Giống như bạn mua cái căn nhà của bạn vào tháng 10 năm 2021 thì khấu hao năm đầu tiên các bạn là 2 tháng. Đó, tức là cái mân nợ cái đối số cuối cùng ở trong cái hàm DB này các bạn là số tháng khấu hao trong năm đầu tiên, hay anh gọi á là số tháng bạn sử dụng cái tài sản đó trong năm đầu tiên. Được không? Số tháng bạn sử dụng cái tài sản đó trong năm đầu tiên. Đó, và ở đây này các bạn thấy nó sẽ phụ thuộc vào từng năm. Nó sẽ thay đổi. Lũy kế thì nó cũng vậy. Cộng dồn. Đó, và giảm giá trị còn lại các bạn có thể đánh 250 triệu. Trừ cho thằng này hoặc là chọn cái ô đó bạn khóa. Nha. Đó, đây. Các bạn thấy nó cũng khoảng là 15 triệu. Được chưa? Đây. Bạn đánh những con số đó vô ở đây là cost nguyên giá trị thanh lý, thời gian khấu hao, kỳ tính khấu hao, số tháng khấu hao cho năm đầu tiên. Được chưa? Còn ở phía dưới, ở câu dưới này. Dưới này cũng vậy, nó là DB. Nó DDB chứ. Đây là giảm cân đối kép. DDB. Cost nguyên giá đây 250 triệu. Giá trị thanh lý 15 triệu. Lai thời gian số năm khấu hao. Kỳ tính khấu hao phụ thuộc vào từng năm. Hệ số tính khấu hao đề cho. Enter. Đó, tức là cái này phụ thuộc vào đề bài. Lũy kế cũng vậy. Bằng. Bằng. Cộng dồn. Đó. Với giá trị còn lại bằng 250 triệu nha F4 trừ lũy kế. Đó. Đây, khoảng 15 triệu. Đó, thì đây là cách tính. Chủ yếu là bạn thuộc hàm, thuộc được đối số đó là cái gì. Bạn làm. Mời các bạn thao tác vô dùm Hoàng. Rồi thì bây giờ các em sẽ viết giùm anh những cái từ khóa để biết khi bạn gặp những từ khóa nào sẽ dùng hàm gì. Ví dụ tính số tiền phải trả hoặc là có thể dùng góp nó hoặc là số tiền bạn cho mượn cũng được, tức là tùy theo trường hợp vân vân ở mỗi tháng. Hoặc một số đề người ta dùng từ kỳ. Đó. Tính cái số tiền bạn phải góp. Bạn phải cho mượn. Đó. Được chưa? Bạn cho vay gì đó ở mỗi tháng, mỗi kỳ. Và số tiền này các bạn lưu ý. Số tiền này sẽ bao gồm vốn và lãi. Thì cái này khi đó các bạn sẽ dùng hàm đó là hàm BMT. Cái thứ hai, BV. Đó là cái gì đây? Số tiền hiện tại bạn có hoặc là bạn vay, bạn mượn, bạn đem đi gửi. Vân vân, tức là tùy theo ngữ cảnh đề bài. Đó. FV có hai nghĩa cơ bản. Cái nghĩa thường nhất đó là trả hết nợ. Đó. Hoặc là gì đây? Tương lai sẽ có. Đây là hai nghĩa cơ bản nhất khi bạn dùng hàm BV. FV chưa? FV. Đó. Rồi. Tiếp theo các bạn đó là gì đây? RATE. Lãi suất vay hoặc là gửi. Nó hoặc là cho mượn tính lãi suất hết. Vân vân. Rồi. NBER là tổng số kỳ hoặc là
tháng mà bạn gửi, bạn cho vay, bạn đi mượn. Đó, tức là tổng hết bao nhiêu tháng. Nó BR kỳ thanh toán hoặc là trả nợ thứ bao nhiêu đó, tùy đề bài người ta đưa ra. Ví dụ bạn tính coi coi số tiền mà bạn phải trả trong cái kỳ tiền vốn bạn phải trả ở kỳ thứ hai, tiền vốn bạn phải trả ở kỳ thứ hai, đúng không? Rồi tiếp theo các bạn đó là BB MT là tính số tiền vốn trả hoặc là vốn góp hoặc là cho vay. Thường á nó là trả vốn này, vốn tiền vốn bạn trả đó, chứ vốn mà góp thì nó không hay lắm, nhưng ít ai dùng lắm, ít ai dùng chứ nó không dùng. Nó IBMT là tiền lãi phải trả, phải góp nó tiền lãi, được chưa? Đó, đây là tám hàm mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong đề thi các bạn nếu cho hàm tài chính. Đó, nếu cho hàm tài chính. Và cái thường nhất đó là BMT, BV, FV. Đây là ba hàm thường nhất. Ngoài ra những cái khác vẫn cho bình thường nhé. Rồi các bạn ghi chú giùm anh cái này đi. Sau đó anh hướng dẫn các bạn cách áp dụng. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô bài tập cụ thể. Đây. Giả sử bạn vay một khoản vay là 10.000 đô, lãi suất là 8% một năm và bạn trả trong vòng 10 tháng. Tính coi mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền. Được chưa? Số tiền phải trả, phải góp. Đây. Nó ở mỗi tháng, mỗi kỳ. Nó bao gồm vốn và lãi thì mình dùng hàm BMT. Nó tức là có từ khóa các bạn. Nó chủ yếu là anh hướng dẫn các bạn từ khóa BMT. Đầu tiên RATE. Nó để coi coi có không. May quá, có lãi suất. Và lãi suất này các bạn nhớ tính theo tháng nhưng mà anh người ta cho các bạn là 8%, anh chia cho 12. Tiếp theo là NBER. Đó, và mình cũng có hàm NBER luôn nha. Nó là gì? Tổng số kỳ thanh toán. Ở đây người ta yêu cầu bạn tính ở đây là 10 tháng. Rồi BV là số tiền hiện tại bạn có, số tiền bạn vay, bạn mượn. Trường hợp này là bạn vay. Rồi FV là tương lai có hoặc trả hết nợ. Bạn vay 10.000 đô và sau 10 tháng thì bạn mong muốn đó là con này thành con số 0. Người ta không nói gì thì mặc định trả hết nợ. Chấm phẩy. TBE đây, ý của bạn Bình hồi nãy nói đây. Nó TBE, nó là gì? Thời điểm thanh toán. Số 0 là cuối kỳ, end of nè. Và số 1 là đầu kỳ. Nha. 0 là cuối kỳ, 1 là đầu kỳ. Không nói gì, mặc định cuối kỳ. Enter. Và hàm tài chính hầu như là 95% là âm. Đó, lý do mỗi tháng bạn mang 1.000 mấy đô bạn đem vô ngân hàng bạn đóng tiền cho người ta, bạn đang mất tiền thì nó âm. Được chưa? Và từ âm bạn muốn chuyển sang dương, bạn dùng hàm tuyệt đối, đó là hàm ABS. Chứ đừng có đánh dấu trừ phía trước nghe. Mình có hàm tuyệt đối là hàm ABS. Nó nhẹ nhàng. Rồi, các em tập làm giùm anh câu thứ nhất. Mời các em sửa vô. Rồi, câu tiếp theo này các em. Giả sử người nào đó vay 20 triệu, lãi suất là 1% một tháng. Và người vay phải trả số tiền không đổi cuối mỗi tháng trong 9 tháng. Hỏi mỗi tháng càng nhiều. Nó thì đợi cho làm sao thì cứ làm vậy thôi. BMT 1% một tháng nên không có chia. NBER tổng kỳ thanh toán
9 tháng. BV vay 20 triệu. FV hết nợ. Thời điểm thanh toán cuối mỗi tháng số 0. Enter. Dùng ABS để chuyển thành số dương. Nhẹ nhàng. Câu dưới. Giả sử bạn có một kế hoạch tiết kiệm tiền hàng tháng với số tiền ban đầu là 0 và tiền này bạn sẽ đem gửi vào đầu tháng. Hỏi, để có 8 triệu sau 18 tháng, vậy mỗi tháng bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền? Lãi suất người ta quy định là 0,75% một tháng trong suốt quá trình gửi tiết kiệm. Nó. Được chưa? Thì cứ làm theo người ta. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng, số tiền bạn gửi, được chưa? Tiết kiệm BMT. Lãi suất 0,75% một tháng. Tổng kỳ thanh toán các bạn là 18 tháng. BV ban đầu là 0. Tương lai có 8 triệu. Thời điểm gửi đầu kỳ. Enter. Đó, và bạn nhớ tự kết luận nha. Các bạn tự kết luận nha. Đó. Được chưa? Các bạn nhớ kết luận nha các bạn. Vậy số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng là 400 mấy ngàn gì đó. Nhớ kết luận giùm anh. Không kết luận mất nửa điểm cho câu hàm tài chính. Nhớ nha. Kết luận nha các bạn. Kết luận nha. Tức là bạn tính xong rồi bạn nhớ kết luận giùm anh. Mời các bạn sửa vô. Câu tiếp theo. Xác định vốn nha phải trả. Nó bạn vay 50 triệu trong 2 năm, lãi suất là 0,8% một tháng. Tiền vốn được trả trong tháng đầu tiên được tính bởi công thức đó là BBMT. Tiền vốn trả, lãi suất là 0,8% một tháng. Tổng kỳ thanh toán BER trước, BER là kỳ thanh toán thứ chấm hỏi. Được chưa? Kỳ thanh toán thứ chấm hỏi ở đây là một. Tại vì người ta nói tiền vốn được góp trong tháng đầu tiên. Tổng kỳ thanh toán 24 tháng. Bạn nào tính không được á thì nhớ ghi giùm anh là 2 nhân 12 giùm nha. Chứ đừng có ghi bậy ghi bạ nha. Được chưa? Ai không tính được 2 nhân 12 bằng 24 á thì ghi giùm anh là 2 nhân 12. Đó, hoặc là tại vì có những cái trường hợp các bạn là 9 năm, 10 năm, mười mấy năm, được chưa? Thì bạn cứ lấy số năm đó nhân cho 12 gì mà ra được số tháng. Rồi, BV vay 50 triệu. FV hết nợ. Thanh toán không nói gì hết, không. Enter. Tự dùng ABS gì mà. Rồi, còn câu dưới này. Vay 180 triệu, thời hạn 5 năm. Lãi suất là không đổi là 0,95%. Số tiền phải trả trong tháng cuối kỳ. Đó, BBMT. Đó, lãi suất các bạn là 0,95%. Tổng kỳ thanh toán BER kỳ thanh toán cuối cùng các bạn đó là gì đây? 5 năm thì 60 tháng thì tức là cái này là 60. Đó, kỳ thứ 60. Số tiền phải trả trong tháng cuối kỳ, tức là trong tháng cuối cùng bạn trả là bạn sẽ hết nợ, đó là tháng 60 và tổng số kỳ thanh toán của bạn là 60 luôn. BV 180 triệu. Chú ý chỗ này giùm anh nha, cẩn thận các bạn bị sai. Đó, tại vì ở đây các bạn là số tiền phải trả ở kỳ thứ bao nhiêu? BER. NBER đó là tổng số kỳ thanh toán, các bạn coi chừng nhầm. FV là 0. Không. Thời điểm thanh toán không nói gì hết là không luôn. ABS để chuyển thành số dương. Rồi các bạn lưu ý sửa hai câu này vô giùm anh, ghi chú cẩn thận nha. Nhớ kết luận nha, nhớ kết luận. Tiếp theo các em thấy nè, là xác định phần lãi phải trả, lãi trả nha, và lãi trả đó chính là IBMT. Nó IBMT. Tiền lãi bạn phải trả. Lãi suất là 0,85% một tháng. BER
tính tiền lãi phải trả ở tháng thứ 3, tháng thứ 3, nên này đánh số 3 vô vậy thôi. Đó. Tiếp theo là tổng số kỳ thanh toán là 5 năm. Đó, bạn nào ghi 60 thì ghi, không thì ghi giùm anh là 5 nhân 12 giùm cái. Rồi, BV là số tiền bạn vay bằng mượn 60 triệu. Đó, tương lai là hết nợ, thời điểm thanh toán là cuối mỗi tháng là không. Nó dùng ABS để chuyển thành số dương. Nhớ kết luận. Còn câu dưới này. Hàm FV là hàm trả về giá trị tương lai. Tương lai. Được chưa? Giả sử bạn muốn mở một cái tài khoản tiết kiệm ngân hàng với cái lãi suất là 0,3% một tháng. Gửi vào ban đầu là 300.000 đồng vào cuối mỗi và gửi mỗi tháng là 300.000. Tiền lãi được hàng tháng được gộp vô tiền vốn và số tiền bạn có được sau một năm là bao nhiêu? Đó. Số tiền có được sau một năm bằng ABS. Đó, tức là FV tương lai bạn sẽ có lãi suất là 0,3% một tháng. Một năm chứ. À, mỗi tháng 0,3% mỗi tháng. Tổng kỳ thanh toán các bạn là 12 tháng. BMT mỗi tháng bạn gửi vào là 300.000 đồng. BV ban đầu các bạn là 0. Được chưa? Đó, giả sử bạn mở một tài khoản tiết kiệm ngân hàng. Đó, và gửi vào mỗi tháng là 300 gram của mỗi tháng. Người ta không nói ban đầu bạn có bao nhiêu hết. Tức là ban đầu bạn là 0. Giờ, thời điểm thanh toán là cuối tháng. Enter. Đó, tức là bạn được khoảng 3 triệu 659 ngàn. 998 đồng. Đó, tức là bạn lời được 50, 60 ngàn, gần 60 ngàn. Đó, tại vì bạn gửi 3 triệu thì sau 12 tháng thì cần bạn hết 3 triệu 6 rồi. Ủa xin lỗi, 300 ngàn thì 12 tháng các bạn là 3 triệu 6 rồi. Đó, tiếp theo câu dưới. Giả sử bạn mua một chiếc xe máy. Đây là một câu các bạn lưu ý nè. Câu này các bạn lưu ý nha. Câu này là một trong những câu mà gần như là hay ra trong đề thi. Nếu cho hàm tài chính. Anh nói nếu là hàm tài chính nha. Đó, thuộc một trong ba dạng hay cho. Giả sử bạn mua một chiếc xe máy và bạn trả trước là 7 triệu. Nhớ bạn trả trước 7 triệu rồi nha. Và số tiền còn lại bạn góp trong thời gian là 24 tháng. Góp cuối tháng. Mỗi tháng bạn góp 1 triệu. Vậy lãi suất là 0,65. Hỏi giá chiếc xe. Hỏi giá chiếc xe. Nó. Và giá chiếc xe các bạn á. Là BV. Là giá trị hiện tại. Hỏi giá xe là hỏi hiện tại chứ ai hỏi tương lai. Được chưa? Nó. Lãi suất là 0,65% một tháng. Tổng kỳ thanh toán các bạn là 24 tháng. BMT là mỗi tháng bạn góp 1 triệu đồng. Rồi BV. BV vấn này các bạn lưu ý nè. BV là số. Ủa xin lỗi. FV chứ. Xin lỗi các em. Đây. Lãi suất 0,65%. Tổng kỳ thanh toán 24. BMT nó là 1 triệu. BFV. FV nha. FV là tương lai trả hết nợ. Thời điểm thanh toán người ta nói các bạn ở đây là cuối mỗi tháng. Nên số 0. Đó, enter. Và bạn nào kết luận ừ chiếc xe này 22 triệu là bạn nào? Và bạn nhớ bạn phải cộng với 7 triệu trả trước. Sau đó bạn mới kết luận giá xe. Thì lưu ý nha, đây là một trong ba dạng mà người ta hay cho nếu cho hàm tài chính. Rồi, mời các em sửa vô. Rồi thì phần này tiếp tục anh hướng dẫn các em á, đó là phần ràng buộc dữ liệu nha. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em là phần ràng buộc dữ liệu. Đó, và ràng buộc này á, thì nó có 3 câu trong bài tập tăng cường. Đó, câu thứ nhất là nếu phòng bỏ trống thì đơn giá nó bằng 0. Đó, được chưa? Tức là cái phòng nè, cái đơn giá phòng đó các em. Đó, cái đơn giá nè. Đó, tức là ở đây các bạn sẽ giải quyết đơn giá bằng unit kết hợp. Ngược lại là cái bảng này. Tức là câu này á, đầu tiên nó giải quyết cho các bạn đó là câu unit. Được chưa? Rồi, ràng buộc gì đây? Dùng Data Validation thiết lập cái ràng buộc ngày đến. Được chưa? Chỉ chấp nhận là tháng 10. Ngày đi phải lớn hơn ngày đến hoặc bỏ trống. Thì bây giờ anh sẽ giải quyết từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất của anh giải quyết ở đây đó là cái câu index. Được chưa? Thì anh kiểm tra coi bạn làm như thế nào nhé. Này. Bạn dùng ở đây implant, tức là cái ô phòng.
ô vòng. Được chưa? Đó, ô vòng. Trống thì bạn trả về cái đơn giá nó bằng 0. Ngược lại, bạn trả phí index. Vùng kết quả các bạn là từ C15 cho đến C21. C15 đến C21, cái vùng này nè, đúng không nè? Đó, mát. Rồi, cái phòng này các bạn thấy nè, 01, 02, 03, tức là trị dò, bản dò các bạn thấy nó. Đây là số phòng. Đây là số phòng, chứ không phải là số tự nhiên bình thường. Đó, nên bạn dùng số 0, đúng nha. Đó, cột thì có một cột. Đó, bạn làm đúng rồi đó các em. Thì ở đây á, tại vì người ta nói nè, Iplan nó kiểm tra cái ô này nè. Đó, bạn nào kỹ tính á, thì bạn khóa cột, không có khóa cũng không sao. Nó đúng thì cho nó bằng 0. Ngược lại, thì bạn lấy index. Đầu tiên là cái vùng kết quả. Đó, nhớ F4, dòng các bạn bên trái mát, đó là mã phòng. Trị dò xong quét vùng chữa. F4. Cách dò không, tại vì trị dò và bản dò nó giống nhau. Cột có một cột đánh số 1. Kết thúc hàm. Đó. Mà thấy rất là dễ dàng. Được chưa? Rồi, còn cái câu mà ràng buộc á, cái ngày đến á, ở đây á, được chưa? Nên kiểm tra bạn coi, anh viết ở ngoài, data validation, đó, ngày đến trong tháng 10, ok, thì ở đây các bạn thấy nè, bạn dùng cái DAT và cho nó từ ngày 1 tháng 10 và đến ngày 31 tháng 10, cũng là một ý tưởng. Còn anh á, thì anh sẽ dùng công thức, thì ở đây anh sẽ bằng hàm mẹ, nó cái man của anh nè, anh khóa cột, nó bằng 10 và year, tức là bạn làm vẫn đúng nha, các em có thể tham khảo bài rồi từ ngày này đến ngày kia đó, được chưa? Nó bằng 2000, người ta yêu cầu là tháng 10 năm 2012 đó. Ủa, xin lỗi các em, nó ở cái thiết lập đây là ngày ngày đến nha, ngày đến các em nó không phải là cột C mà là cột D đó, đây được chưa? Đó, tức là cái month các bạn tháng 10 và cái year các bạn bằng 2012 đó, và bạn đưa công thức vô trong hoặc bạn dùng hàm and đó. Cái ngày đến các bạn nè, khóa cột nè, nó lớn hơn bằng DATE 2012 tháng 10 ngày 1, và cái ngày đến nè, khóa cột nó nhỏ hơn bằng DATE 2012 tháng 10 ngày 31, tức là có rất nhiều ý tưởng để bạn làm. Rồi, đây anh bổ sung thêm hai ý tưởng các bạn. Tức là bạn nào có thể làm bằng cách này hoặc là cách của bạn cũng vẫn đúng. Rồi cái thứ hai nữa người ta yêu cầu là bỏ trống, được chưa? Hoặc là lớn hơn, thì coi coi. Bạn dùng hàm or. Ok, bạn làm đúng nha. Đó, tức là bạn nói rằng á, ở đây có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á là ngày đi này nè, nó bật. Nó khóa cột đây nè, nó bằng rỗng, tức là mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Được chưa? Hoặc như đây, ngày đi các bạn, nó khóa cột lại, nó lớn hơn bằng ngày đến. Được chưa? Đó, ngày đi lớn bằng ngày đến. Đúng không? Đó, rồi, đây là một cách của bạn nha. Bây giờ anh thử một cái trường hợp khác. Cái len. Đó, xin lỗi các bạn. Đây là ngày tháng ha. Ngày tháng. Được chưa? Đó, ngày tháng nên ngày tháng thì bạn vẫn có thể dùng len cũng được. Để anh thử nha, anh thử làm len cho các em thấy. Len của cái ô này tức là trống, tức là nó không có dữ liệu, nó bằng không, và gì, cái ngày đi nó lớn hơn bằng ngày đến. Được chưa? Rồi anh đem thử vô nhé, có được hay không? Đó, rồi đây. Ràng buộc data validation. Ok. Rồi. Bây giờ ở đây là ngày gì đây? Anh bỏ trống rồi. Đây. Được nhé. Bỏ trống. Rồi, ngày đây của anh. Ngày 5 tháng 10 2012, tháng 11 ngày 2. Được, bình thường. Đó, tức là công thức này bạn vẫn được. Tức là cái gì đây, nhưng mà cái len này thì dùng vậy thì không hay lắm nha, không hay lắm chứ không phải không được đó. Tức là
Trống thì cái độ dài nó bằng không, tức là không có chứa gì trong đó hết. Rồi cái em sửa gì mà. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai người ta yêu cầu cho phép nhập số nguyên nó lớn trăm và thông báo lỗi vi phạm. Cái này là khá dễ nha, nên chỉ làm lướt qua cho các em thôi. Quét khối nè, data không quét tiêu đề nha. Nhập số nguyên nhỏ nhất là 100 và thông báo lỗi vi phạm. Đây. Đó, thì các em thấy là bạn làm đúng rồi nè. Đó, bạn dùng whatsoever và lớn hơn hoặc bằng 100. Đó, xuất hiện thông báo lỗi nè và chỉ nhập số nguyên nè. Đó, bạn làm đúng nha. Rồi, câu đề số 3. Nhập số nguyên nằm trong cái khoảng. Được chưa? Cái này thì có rất là nhiều cách làm, thì anh chỉ lướt qua cho các em thôi, nó không quá khó. Thì bạn ở đây bạn dùng cái nó là cái minimum và maximum cũng đúng nha. Nó từ 10 đến 100. Nó, hoặc là ở đây anh có thể viết công thức. Anh thì anh khoái công thức lắm nha. Nó đây. N. Cái ô này khóa cột lớn hơn bằng 10 và ô này khóa cột nhỏ hơn bằng 100 vẫn được nhé. Không ai cấm các bạn cả. Được chưa? Đó, rồi, các bạn nào mà có bị sai gì sửa giùm anh. Sau đó các bạn chuyển qua phần tô màu. Rồi thì ở đây nè, các em lưu ý nè. Câu tiếp theo các bạn đó là phần tô màu trong bài tập tăng cường. Ở đây các em thấy là tô màu cho cái vùng từ A2 đến G11 thì quét nguyên cái vùng đó thôi. Đó, cho cái khoảng từ 300.000 đến 400.000 và chắc chắn cái này không có đáp án. Giờ không có đáp án. Giờ bạn dùng từ 300.000 đến 400.000 ha, vẫn đúng. Đó. Giờ tuy nhiên, nếu như đề bài người ta không nói gì hết, tuy nhiên cái đề bài người ta không nói gì hết thì các em lưu ý, các em chỉ quét cái vùng số lượng này thôi. Đó, các em quét từ cái vùng nào chứa số thôi. Còn ngày tháng và chữ thì các bạn không thể so sánh được. Tại bạn đang so sánh gì này? Tô màu là bạn đang so sánh cái điều kiện đó là cái gì? Nhưng mà tự dưng cái gì? Bạn điều kiện của bạn là con số mà lại so sánh với chữ và ngày tháng thì chắc chắn rằng chữ và ngày tháng thì không có đáp án đâu. Được chưa? Nên ở đây các bạn lưu ý, ở đây các bạn lưu ý. Nó mình chỉ cần quét cái vùng này là đủ rồi. Được chưa? Bài bạn làm bạn đúng nha, nhưng mà bạn quét hết bảng cũng đúng nha, tại người ta yêu cầu bạn từ A2 đến G11. Câu này không anh không có gì để nói với các em hết. Đề số 2. Đề số 2 dùng chức năng conditional formatting để định dạng cái ô từ B3 cho đến B11, B3 đến B11. Đó, nếu ô chứa cái giá trị lớn hơn 10 thì có màu xanh. Mà nếu cái giá trị lớn 15 thì có chữ màu đỏ. Dạ, hiểu này hay ý. Đó. Thì công thức khá đơn giản ha, công thức này cũng không quá khó. Anh coi rồi. Màu đỏ. Ok, lớn hơn 15. Đó, tức là và màu xanh là màu nền. Rồi, thì bạn viết vậy, còn anh thì anh sẽ thường anh viết công thức. Anh thì anh thích công thức, rất là thích công thức. Tại công thức nó thoải mái hơn. Đó, tức là công thức đầu của bạn nè. Ô nè, bạn khóa cột nè. Nó lớn hơn. Có giá trị lớn hơn 10. Nó, giờ xong. Còn cái thứ hai các bạn là gì? Lớn hơn 15. Nó, tiền người ta yêu cầu lớn hơn mà. Khá là đơn giản. Giờ màu đồ kia thì cái này là kiến thức cũ rồi nên không nói lại. Đề số 3. Ở câu đề số 3 đề sai nha. Các em bỏ qua đề số 3 nha. Câu số 3 đề sai. Đề 3 đề sai. Đó, và bài này nếu làm á, các bạn chỉ cần làm tô cái phần chiết khấu tô hai màu. Hai màu. Công thức tô hai màu á. Được chưa? Đây, conditional formatting á, hai color á các bạn, dùng hai color. Được chưa? Đó, và bài này đề nó có vấn đề. Đề số 4. Định dạng mẫu tin ô có số lượng rỗng nền màu vàng, chữ màu xanh in đậm. Đó, ở đây các bạn quét cái gì? Số lượng bán. Được chưa? Nên bạn chỉ quét từ F4 đến F9 thôi. Không quét bảy nha. Nó ở đây bạn làm bằng hai cách. Cách thứ nhất là bạn sử dụng plan. Đó. Nền vàng chữ xanh. Đó, bạn không có in đậm. Thiếu in đậm nha bạn. Ok. Đó. Cái thứ hai cũng vậy. Led à. Hoặc là bạn dùng implant. Nó. Ở đây anh viết công thức nè. Tức là bạn có thể dùng công thức đó là implant.
khóa cột. Hoặc lên nó bằng trống. Rất là nhiều thứ. Mà trong cái bài tập mà ôn buổi 1 anh đã dạy rồi, thì các em vận dụng nó làm gì bạn. Tô màu vòng có mã CT là A. Được chưa? Để anh coi bạn làm sao nha. Các bạn lưu ý là không quét tiêu đề và cái chữ tổng ở dưới này không quét nha. Được chưa? Này, led bằng A. Và sau ngày này, bạn dùng công thức đúng rồi đó. Đó, được chưa? Lớn hơn ngày tháng năm. Được chưa? Dùng DAT để so sánh ngày tháng năm. Sau ngày. Ok. Rồi, các em sửa giùm anh tới đề 4. Sau đó anh sửa tiếp. Rồi, đề số 5 trong câu tô màu này. Tô số lượng là những chữ số ở giữa chứng từ. Nó đây lấy là số lượng rồi. Rồi bạn làm phần số lượng ổn nha. Nó value. Đó, nhớ bài học xương máu bị la quá trời mấy dài luôn. Cái vụ value. Được chưa? Rồi sao bạn tô hai màu. Được chưa? Tô hai màu thì hai khóa lơ này nói rất là nhiều rồi. Đây hai khóa lơ thấp nhất. Được chưa? Bạn không có nói gì, bạn thích màu nào bạn tô. Rồi, tô màu cho các dòng nó có chứng từ là C và sau ngày này. Để coi coi bao nhiêu bạn sẽ đúng câu này. Hay quá nhỏ. Rất rất ít bạn đúng được câu này. Rất rất ít bạn nha, anh khẳng định luôn, rất ít bạn đúng được câu này. Lý do các bạn đa số các bạn thấy chữ C, các bạn sẽ lấy cái từ bên trái rất là nhiều. Ít bạn để ý chữ C này có nằm bên phải. Nên bài này các bạn, người ta không nói chữ C là bên trái hay bên phải, bắt buộc phải lấy cái hai. Nên bạn dùng left bên trái một ký tự và right bên trái phải một ký tự. Đó, và một trong hai trường hợp này đúng đều được hết. Và sau đó mới sau cái ngày. Sao là không có dấu bằng nha các em. Nên bạn khóa nè. Đó, bạn làm tốt câu này đó. Thì các em sửa giùm anh. Rất nhiều bạn chỉ để ý được cái C bên trái thôi. Bạn không có để ý cái C bên phải. Và bạn mất điểm. Rồi, anh cảm ơn bạn nha. Rồi, mời bạn các bạn khác sửa vô. Rồi, tiếp theo là anh sửa các bạn cái file bài và table, bài và chart trong bài tập tăng cường. Ví dụ số 1. Bài này người ta yêu cầu làm theo mẫu. Làm theo mẫu. Thì các bạn cứ quét này. Bài này các bạn thấy nó có gì đây. Không có cái gì hết ha. Nó đây là tổng số lượng luôn cái thôi. Đó thì mình quét nè. Insert nè. Pivot table nè. Nó vị trí xuất chọn đúng một ô đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok. Nó và phía trên cách nhất ít nhất là 3 ô nè các em thấy mà. Rồi, tổng số lượng thì số lượng các bạn kéo vô value. Rồi, mặt hàng bên trái và anh kéo cái mặt hàng vô row. Đơn giá bên trên kéo đơn giá vô column. Nó. Rồi bây giờ mình coi coi, cái này là chữ tổng số lượng thì bạn ghi đây là chữ tổng số lượng. Và nhớ khi đổi tên xong cách ra giùm anh một cách, một khoảng trắng. Đơn giá thì đánh đơn giá vô. Cách. Mặt hàng đánh mặt hàng vô. Cách. Cái này là gì đây? Đóng khung thì đóng khung lên. Hôm. Khung. Nó. Nó. Rồi mão màu gì nữa thì cứ màu. Design nè. Hôm nè. Màu nè. Được chưa? Nó đừng có ngại. Rồi đây là chữ tổng thì sao không đổi thành chữ tổng vậy tác giả? Tổng nè. Cách ra Enter. Nhớ nha, đổi tên thêm khoảng trắng. Rồi, ví dụ 2. Ví dụ 2 là gì đây? Sum up số lượng không đổi tên nhé nè. Ở đây có chữ tháng 1, tháng 2 nè. Đó thì bạn lập cột phụ tháng ra nè, tốt nè. Đó, các em thấy bạn lập cột phụ tháng ra nè các bạn thấy không? Chữ tháng bạn ghép nối hàm manh nè, bạn tốt rồi đó. Đó, bây giờ quét nè, chỉ có điều bạn quên đổi tên, insert nè, pivot table nè. Vị trí xuất một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống và trên cách ít nhất 3 ô. Ok. Rồi. Ở đây các bạn thấy tổng số lượng. Được chưa?
thì tổng số lượng kéo cái số lượng các bạn vô value. Rồi, mặt hàng thì kéo cái mặt hàng vô row. Tháng thì bạn kéo tháng vô đây. Đó, bạn thấy cái này gia số giống rồi. Bây giờ này là tổng số lượng thì ghi tổng số lượng. Đó. Nhớ khi đổi tên á, xong á bạn cách ra giùm anh một khoảng trắng. Ở đây là chữ gì? Ngày thì ghi chữ ngày, cách ra. Nó đây là mặt hàng thì ghi chữ mặt hàng, cách ra. Đây chữ tổng ghi chữ tổng, cách ra. Đó, không có gì hết. Giờ bạn muốn đóng khung gì đó thấy không? Ví dụ 3. Rồi, ví dụ 3, đây là một kiến thức mới nha. Đây là kiến thức mới. Đó, anh xin phép xóa bài bạn nha. Để cho nó gọn. Được chưa? Đây bạn cũng lập cột phụ tháng được ghi ra nè. Đó. Được chưa? Rồi, cũng quét khối nè. Insert nè. Data pivot table nè. Vị trí xuất là một ô. Đảm bảo rằng ở phía trên cách khoảng 3 ô. Bên phải trống và dưới trống. Ok. Rồi, mặt hàng các bạn. Around. Tổng số lượng trước thành tiền sau. Số lượng trước thành tiền sau. Đơn giá nằm ở trên. Rồi, value bạn kéo xuống đây đi. Nó nhìn thấy cân đối rồi. Thì cái này muốn cho giống mẫu người ta luôn đó các bạn. Cái ngày ở tháng các bạn nè, tháng các bạn kéo vô field. Giờ để lọc ở đây là tháng gì đây? Tháng này là tháng tháng 1. Nhớ nha, cái tháng á bạn kéo vô đây. Đó, thành tháng 1. Ok. Rồi cái này chữ tháng nè bạn ghi thành chữ ngày, cách ra. Chưa? Rồi bây giờ nè, bắt đầu để giống nè, bạn lấy chuột phải nè. Bạn đặt con chuột vô cái bảng pivot nha. Đặt con chuột bảng pivot, lấy chuột phải giùm anh. Chọn pivot option, chọn pivot option. Rồi, bạn qua cái thẻ display. Check vào cái last sheet pivot table layout. Check vào cái ô này nè các bạn. Last sheet pivot table layout. Đó thì bạn sẽ được giống mẫu. Yeah. Lấy chuột phải, đặt con chuột trong bảng pivot. Lấy chuột phải, pivot option. Nó qua thẻ display, chọn cái ô last sheet pivot table layout. Ok. Trường hợp muốn mắc cái chữ range total này hoặc là chữ total sum thành tiền được cái nè. Nó mắc ở cột dòng nè, này dòng nè, mắc ở cột luôn cái nè. Nó thì bạn lấy chuột phải nè, bay vào đáp xanh nè. Nó thì ngay chỗ total and footer nè các em. Thì các em tắt cái round nè, thì các em sẽ thấy mắc cái round đây nè. Đây. Đó, tắt cái round nó sẽ mắc cái này nè. Rồi. Và nếu em tắt cái gì? Tắt cái column. Total and footer nha. Tắt cái column. Đây, em ha. Mở cái round nè. Nó đây nó sẽ mắc ở dưới này. Yeah, tức là lấy chuột phải bài và đáp xanh á, các bạn sẽ có một cái chức năng là total filter nữa. Chú ý cái show range total và range total for round và for column nhé. Ok. Đó. Rồi bây giờ đổi thôi. Mặt hàng đúng rồi. Cái này chữ data thì mình ghi chữ data. Nhớ cách ra. Đơn giá đúng rồi, chữ này chữ tổng thì bạn ghi chữ tổng. Cách ra. Rồi tổng số lượng ở đây giả sử bạn ghi chữ tổng số lượng nè, tổng số lượng nó được chưa? Tổng thành tiền, cách ra. Nếu trường hợp chữ tổng ở đây nè, nó bạn đổi không được thì bạn lấy chuột phải, bạn chọn dùng hoàn cái value field city này, bạn đổi ở đây cũng được nha. Bạn đổi ở đây cũng được. Thì ngoài việc tính tổng ra ở đây các bạn thấy nó có thể đếm count max min nha. Nó về là system. Nó, lấy chuột phải pivot option. Display. Set vào last sheet pivot table layout. Rồi, mời các em sửa câu 1, 2 và 3 vậy mà. Tiếp theo này các em, tiếp theo nè. Đó, đây là bài tiếp theo tháng ha. Bạn lập cột phụ tháng ra thì mình kéo thôi, quét khối nè. Insert pivot table nè. Nó chọn một ô nè. Đảm bảo rằng phía trên cách ba ô bên trái rỗng, bên dưới rỗng. Ok. Rồi ngày thì là cái tháng đó, mình kéo cái tháng vô cái phần row nè. Mặt hàng vô row luôn nè. Total là tổng số lượng nè. Kéo cái tổng số lượng vô value nè. Nó. Được chưa? Rồi các bạn thấy nè. Cái này giống chưa đây? Rồi lấy chuột phải nè, pivot option. Display last sheet pivot table layout. Ok. Rồi này sum up số lượng đổi thành chữ tổng.
Nhớ đổi tên là phải thêm khoảng trắng. Đây là quy tắc để tránh bị sai. Quy tắc đó tại sao các bạn không cần quan tâm, chỉ nhớ giùm anh. Cứ đổi tên là thêm khoảng trắng. Ví dụ 2. Ví dụ tiếp theo. Đây nhập xuất ha. Nhập xuất thì cứ làm theo người ta thôi. Đó. Ở đây khách hàng gì đấy. Rồi, khách hàng thì không có kệ nó đi, nhập xuất có sẵn à. Chủ yếu là private đó là bạn ship chừng nào giống cái mẫu người ta đó các bạn. Đây. Chọn một ô nè. Đảm bảo rằng bên tay phải nè, phía dưới trống ở trên cách khoảng 3 ô. Ok. Nhập xuất các bạn filter nè, đó bạn thấy không ạ? Loại hàng. Loại hàng các bạn nằm ở round nè. Nó giờ ngày các bạn cần có column nè. Nó vậy sum up số lượng thì cái số lượng các bạn đâu rồi? Số lượng value nè. Nó đợi này đổi thành chữ N thì bạn đổi qua N nè. Nó nhập xuất các bạn sum up ngày nó không có đổi gì nữa, bạn để nguyên. Quả này người ta chữ này chữ ngày thì bạn ghi đây chữ ngày, cắt ra enter. Nó nhớ nha. Chỉ có vậy thôi, các bạn đừng có ngồi đó suy nghĩ, ừ nó khó lắm. Đề số 2, đề số 1. Câu này cũng vậy. Nhóm sản phẩm cái này các bạn thấy nè, cái này các bạn đã lừa các bạn nè. Đó, được chưa? Nó khoảng trắng dư nè, các bạn lấy chuột phải các bạn delete đi nha. Đó, delete đó này, để cái dữ liệu mình nó nằm gọn lại. Rồi sau này quét nè các bạn. Insert ha, private table ha các bạn. Vị trí xuất là một ô, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống ha, cách ở trên ít nhất 3 ô. Ok. Nhóm sản phẩm các bạn mã là mã sản phẩm đó hay gì đó thì kéo ở đây đây filter nó là mã sản phẩm on sum up thành tiền nó sum up thành tiền tức là thành tiền là value mã sản phẩm vậy mã sản phẩm nằm ở đây ha rồi diễn giải nằm ở row column ha nó được chưa rồi sum up thành tiền nhóm sản phẩm vậy có thể là gì đây cái mã CT nó tại cái này nó không rõ này không rõ các em lưu ý nè ở đây có hai cái nhóm sản phẩm này có hai trường hợp một trường hợp là anh kéo mã CT anh đổi hai là anh vẫn kéo mã sản phẩm mình kéo lên đây luôn đó nhưng bạn thấy là kéo nó không được được chưa nên nó sẽ là mã CT đó và sau đó người ta yêu cầu là nhóm sản phẩm đổi tên đó được chưa đổi tên đó được chưa rồi này sum up thành tiền diễn giải rồi kia nè nó cái chữ này đổi thành chữ diễn giải nè cách ra enter này trở thành chữ chữ tổng rồi phân cách hàng ngàn ở đây các bạn lưu ý dấu người ta là dấu phẩy là dấu thập phân là dấu chấm mình thập phân là dấu phẩy kệ nó nếu không bạn cài đặt trong container hoặc là bạn du thi á nó tự động chuyển bạn phải ký cách chuyển tức là nó phụ thuộc vào dấu phân cách đối số nó khi là phẩy chấm chấm phẩy gì đó nó phụ thuộc cái đối số rồi phân cách thập phân này nọ được chưa các bạn lưu ý đề số 2 này cũng lập ra loại ủa sao lập ra rồi mà à bạn làm rồi đây được chưa nó quét nè bạn chủ yếu là bạn lập cột phụ nha ba dạng bài tập là private consolidate và subtotal đừng việc làm cột phụ nếu người ta cho thiếu tiêu đề nó rồi này tổng thành tiền nó tổng thành tiền vậy thành tiền kéo vô về liều loại các bạn kéo vô loại bạn viết cái gì vậy được chưa nó cái tiêu đề loại bạn viết không đúng nha đây loại mà bạn viết gì anh không biết nữa nó cập nhật thì bạn lấy chuột phải nè nó reset nha tại có những cái câu trắc nghiệm người ta hỏi muốn cập nhật cái bảng private thì lấy chuột phải reset đó nha lấy chuột phải reset loại hàng rồi nhắc lại cập nhật bản private thì bạn lấy chuột phải reset để quay lại rồi loại xong tổng tên hàng rồi đây là tổng thành tiền nhớ khoảng trắng loại khoảng trắng tên hàng khoảng trắng tổng khoảng trắng nữa nha đổi tên là khoảng trắng rồi mời các bạn sửa hết giờ man phần bài và chat bài và table rồi lưu ý nè đây là cái bài vợt ha ở xin lỗi subtotal subtotal em thấy nè ở đây nè cái mẫu này là cái mẫu gì đây giờ tự nhiên có một cái đường trắng ở đây nha
Nó được chưa? Rồi thì thôi anh lấy để anh mở cái dữ liệu trống đi, ở đây nhiều khi các bạn phá tùm lum rồi, anh chỉ các bạn lại xíu. Rồi đây, đối với cái mẫu này nè, khỏi đi, ở đây nè, mẫu này nè các bạn, thì bạn thấy nè, sắp xếp, bạn sẽ sắp xếp ngày và thống kê trị giá, được chưa? Nó quét khối nè, data nè, sort nè, đó, bạn sắp xếp ngày nè, bạn chưa sắp xếp nha, đó, ok. Rồi, quét nè. Ngày nè. Ok. Subtotal. Cái mà bạn sắp xếp. Thống kê trị giá Shadow 1, Shadow 3. Ok. Dòng mẫu. Đó, quét thì bạn thấy bạn thiếu sắp xếp. Còn ở trên này thì anh không có thể coi được cái dữ liệu gốc như thế nào. Thì cách làm tương tự nha. Rồi, câu số 2. Câu số 2 bài này các bạn thấy nè. Theo cái mẫu. Được chưa? Đây. Quét khối nè, sub nè, sắp xếp bạn quên nữa nè, nó bài tháp tiếp theo mặt hàng, ok, đó quét nè, sub total nè, đó mặt hàng nè, thống kê trị giá nè, ô 1, ô 3, ok, đó, đề số 3. Đề số 3 này thì đối với cái mẫu này này các em nhớ là nhìn dưới nhìn lên. Ngày tháng trước. Rồi mặt hàng sau và thống kê trị giá. Thì bạn làm về đáp án làm á. Đáp án làm á. Thì đúng rồi. Đó nhưng mà coi các bạn có sắp xếp không. Bạn lại quên sắp xếp. Được chưa? Đó bài này sắp xếp ngày trước. À thêm cái level là mặt hàng. Tăng hay giảm đều được hết. Ok. Đó nhớ. Subtotal công việc đầu tiên của bạn phải là sắp xếp data subtotal cái ngày ngày làm trước nè, đúng không? Ở dưới nhìn lên nè, thống kê trị giá Shadow 1, ô 3. Ok. Subtotal lần thứ hai là mặt hàng. Đó, thống kê trị giá bỏ chét từ lệnh subtotal thứ hai trở đi, tức là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Được chưa? Thì tắt cái relay này. Ok. Đó thì bạn sẽ giống mẫu, nhớ sắp xếp nha. Câu số 4. Rồi nãy giờ anh quét coi bạn hầu như là bạn không có thấy bạn sắp xếp. Cái này nhớ có đổi tên nha. Số lần bán bạn làm đúng nè, bạn làm rất là đúng nè. Tuy nhiên, anh sợ bạn lại quên sắp xếp thôi. Đó, tức là bạn có làm nhưng bạn lại quên sắp xếp. Được chưa? Nó sắp xếp gì? Mặt hàng. Được chưa? Nó quét khối nè. Rồi vở này điểm nha, đây điểm nha. Sọt nè, mặt hàng nè, bài này có nè. Đó, nhưng mà không đổi tên. Được chưa? Đó, sắp xếp xong là quét nè. Subtotal nè. Mặt hàng nè. Bạn đổi thành khao nè. Như khao gì đây? Đó. Khao gì? Khao trị giá. Được chưa? Mặt hàng nè. Khao nè. Trị giá Shadow 1, ô 3. Rồi sau đó bạn đổi tên. Nó số lần xe bán xe lít. Nó đổi tên bình thường. Số lần bán xe led cách ra nó rồi đổi tên ở dưới, tức là bạn đổi tên là bình thường nhé bạn. Năm. Ừ. Câu 5 các bạn thấy nè, đối với cái mẫu người ta như này nè các bạn, thì bạn thấy nè, cái dưới cùng các bạn là điểm nè, điểm là khao, khao gì? Năm sinh, mát cũng năm sinh. Nhưng mà mát gì đây? Mát tổng, khao là khao tên. Được chưa? Đó, tức là mình sắp xếp ở đây thì sắp xếp năm sinh không à? Nó thì coi coi bạn có sắp xếp hay không. Đây, năm sinh. Ok. Đó. Rồi, nó hơi làm lệnh nhiều quá, nó hơi đứng chút xíu. Các em đợi xíu nha, nó mở lại sao nó bị lỗi. Đây, đang chia sẻ màn hình lại cái. Đây. Câu câu này đây. Sắp xếp nè. Nãy nói các bạn nè. Nó khao nè. Năm sinh rồi cái rồi. Thì quét lại nè. Coi coi sắp xếp nó có bị mắc không. Đây. Năm sinh mà không mắc ha. Rồi. Subtotal lần thứ nhất là năm sinh. Nhưng mà năm sinh gì? Năm sinh tên.
Nó tên, và tên này nó là điểm. Được. Xếp đầu 1, ô 3. Subtotal lần 2 cũng là 5 sin nhưng mà là mass. Mass này là mass tổng. Đấy, các bạn thấy không? Mass tổng. Bỏ relay. Ok. Đó, bạn sẽ dài giống mẫu. Được chưa? Đây các bạn thấy không? Count tên mass tổng. Được chưa? Rõ ràng. Đề số 6. Cũng vậy. Cũng là mass nhưng mà mass 5. Đúng không? Đó, đây. Sắp xếp 5. Bạn có sắp xếp đúng rồi à? Ok. Đó. Thế đây các bạn thấy nè, sắp xếp xong á. Thế đây là mát 5. Đó, thấy không? Nhưng mà ở đây các bạn coi rồi, nó điểm gì đây? Đó, nó điểm, nó mát 5 nhưng mà mát 5 điểm trung bình. Được à? Các em thấy nè, điểm trung bình nè. Được mà, em để ý nha. Đó, quét nè. Nó sọt rồi, subtotal nè. 5 nè. Đó, điểm trung bình nè. Đó, này là mát nè. Được chưa? Ok. Đó, chứ không phải lúc nào người ta cũng cho chữ nha. Người ta cho hình rất là nhiều trong đề thi, đặc biệt là trắc nghiệm. Rồi, mời các em sửa vô.